Nội dung chúng tôi hôm nay trình bày gồm có hai phần. Thứ nhất là làm thế nào chúng ta tối ưu hóa được nhận diện chẩn đoán loss BPH. Tại sao chúng ta lại phải có cái nhận diện này? Chắc chắn là nó có những cái vấn đề mà nói gì nó sẽ chồng lấn, hay là nó có sẽ những cái là gì đồng mắc để chúng ta dễ bị nhầm lẫn. Mặc dù là BPH ai cũng có thể chẩn đoán được, nhưng mà để chẩn đoán một cái tối ưu hóa thì không phải là đơn giản. Thứ hai đó là tối ưu hóa lựa chọn điều trị theo guideline của khoa châu khoa mốt. Thì báo cáo thầy cô thì chúng ta biết rằng cái tỷ lệ BPH, tỷ lệ phi đại lành tính tiền liệt tuyến so với các bệnh lý khác ở người cao tuổi chiếm một tỷ lệ rất là cao. Mặc dù thì cái slide tôi tham khảo nó khá cũ rồi, có lẽ tỷ lệ bệnh nhân bị đái tháo đường bây giờ nó cũng đã phân bố cái mô hình bệnh tật nó có khác, nhưng nó cũng đã thể hiện thấy rằng ở những trường hợp mà trên 60 tuổi nam giới cái tỷ lệ về BPH chiếm một tỷ trọng rất là cao. Tuy nhiên thì chúng ta thực sự đã tiếp cận một cách đầy đủ và đưa ra một cái phác đồ điều trị tối ưu hóa để đảm bảo cái chất lượng điều trị hay chưa, thì chúng ta cũng mỗi người sẽ có những cái nhận định khác nhau. Như sau khi bài trình bày của tôi sẽ trình bày, chúng ta sẽ thấy có những cái nhận định nó sẽ khác hơn so với khi chúng ta chưa 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 đề cập đến. Theo Hội nghị khoa châu 2021 diễn ra từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 12 tháng 7 năm 2021 vừa rồi, thì chúng ta thấy rằng có những cái bài báo cáo của những tác giả cho chúng ta thấy một cái nhìn quan điểm hiện nay về những cái thay đổi về lâm sàng, về giải phẫu, về sinh lý bệnh của phi đại lành tính tiền liệt tuyến. Chúng ta biết rằng là gì, tiền liệt tuyến chỉ là một trong những vấn đề gây ra triệu chứng đường tín hiệu dưới. Trong cái sơ đồ mà chúng ta nhìn đây rất là nhiều vấn đề dẫn đến loss, nhưng BPH nó nổi trội cái vấn đề người nam giới. Và các tác giả ở châu Âu người ta cũng đã đưa ra một cái nhận định loss không có nghĩa đồng nghĩa với lại phì đại lành tính tiền liệt tuyến. Với những cái người trên 40 tuổi, trên một cái mô hình mà chúng ta nhìn trên tôi share đây, chúng ta thấy rằng có rất nhiều vấn đề mà người bệnh trên 40 tuổi có thể gặp phải. Cụ thể là BPH có nghĩa là gì? Chúng ta đang chẩn đoán về mặt kích thước tiền liệt tuyến, có nghĩa tiền liệt tuyến là gì? Bị to ra. Thứ hai là cái đầu tiên người ta nhắc đến nữa đó là BPH, BPH gọi là histologic BPH. Điều này nó đã thể hiện về mặt mô tả, về mặt mô bệnh học đơn thuần nó chiếm một cái tỷ trọng rất là cao, một cái vòng tròn rất là lớn. Chỉ có một tỷ trọng nữa đó là gây ra do BOO, có nghĩa là cái tình trạng tắc nghẽn do phì đại lành tính tiền liệt tuyến hay là do một số nguyên nhân khác gây tắc nghẽn. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy rằng có những cái triệu chứng đường tín hiệu dưới khác nó chiếm một cái tỷ trọng là cái màu xanh. Như vậy khi mà nhìn trên một cái tổng thể vấn đề ở những người trên 40 tuổi, nó là một vấn đề phức tạp của rất nhiều bệnh cảnh khác nhau. Trong đó ta phải kể đến đó là phì đại lành tính tiền liệt tuyến. Tại sao tôi lại trình bày cái slide này, và tôi rất tâm đắc slide này? Bởi vì khi chúng tôi làm rất nhiều về vấn đề phì đại lành tính tiền tuyến, về vấn đề bàng quang, thì thấy rằng rõ ràng là gì, trên lâm sàng không hẳn chúng ta chỉ chẩn đoán một vấn đề mà có thể sự chồng lấn, có thể ưu thế ở phì đại lành tính tiền liệt tuyến, có thể ưu thế về cái vấn đề bàng quang. Tuy nhiên thì chúng ta thấy trong tất cả các nghiên cứu dịch tễ ở trên thế giới thì ở những người nam giới lớn tuổi thì phì đại lành tính tiền liệt tuyến chiếm một tỷ trọng và lớn nhất cũng như là một nguyên nhân phổ biến nhất gây ra triệu chứng đường tín hiệu dưới. Cụ thể là nghiên cứu của ba nước châu Âu, Pháp, Ý, Tây Ban Nha trên một cái cỡ mẫu khoảng gần 700 người ở những người trên 50 tuổi. Khi người ta đến các phòng khám về phì đại lành tính tiền liệt tuyến thì chúng ta thấy rằng có tới 66% bệnh nhân là đến khám có phì đại lành tính tiền liệt tuyến, và trong đó thì có 73% bệnh nhân này là có cái triệu chứng ở mức độ vừa đến mức độ nặng. Điều cái nghiên cứu này cho chúng ta thấy về mặt dịch tễ học cái tính phổ biến của phì đại lành tính tiền liệt tuyến ở một đất nước rất là lớn, và cái nghiên cứu dịch tễ của họ rất là nổi tiếng đó là nước Hoa Kỳ. Người ta cũng đã thống kê rằng những người mà trên 50 tuổi có triệu chứng đường tín hiệu dưới khi đến các phòng khám thì chúng ta thấy rằng có 48% bệnh nhân là phì đại lành tính tiền liệt tuyến. Như vậy chúng ta thấy rằng là rõ ràng các nghiên cứu
ở châu Âu hay nghiên cứu của Hoa Kỳ, tất nhiên ở châu Á chúng ta cũng có những nghiên cứu, thì thấy rõ ràng vấn đề có triệu chứng tự nốt ở đặc biệt ở nam giới thì chúng ta phải nghĩ đến nguyên nhân đầu tiên, đó là nguyên nhân phải đại hình tính tiền liệt tuyến. Tuy nhiên chúng ta cũng không quên những các nguyên nhân khác, nhưng tôi xin phép được phân tích ở slide sau. Chúng ta thường đặt các câu hỏi rằng là gì, vậy thì những người mà phì đại hình tính tiền liệt tuyến nó có nguy cơ xấu đi hay không, hay là nó cứ ở mức độ đấy? Và hai nữa là gì, khi mà những trường hợp phì đại hình tính tiền liệt tuyến đến với chúng ta chưa đến cái giai đoạn mà mức độ là gây ra triệu chứng làm phiền toái, thì chúng ta có cần phải theo dõi không, chúng ta có cần phải can thiệp không, chúng ta có kế hoạch điều trị không? Thì rất may trong nghiên cứu mTOP, ai cũng biết là cái nghiên cứu mTOP nghiên cứu rất nổi tiếng. Thế thì một cái nhóm giả dược là cái nhóm người ta chỉ theo dõi thôi, người ta không điều trị gì cả, với cỡ mẫu khoảng gần 750 và theo dõi trong vòng 4 năm rưỡi, thì người ta lại nhận thấy rằng có 6 cái yếu tố được xếp vào cái nhóm yếu tố nguy cơ, xếp vào yếu tố nguy cơ tiến triển của bệnh phì đại hình tính tiền liệt tuyến. Đó là tuổi từ 62 tuổi trở lên, đó là yếu tố chỉ số PSA, là yếu tố không nguyên phì đại hình tính tiền liệt tuyến là trên 1,6. Nhưng tôi nhấn mạnh đây là chỉ số của nước ngoài, cái PSA của người Việt Nam có đặc thù là nó sẽ cao hơn so với người châu Âu. Thứ ba nữa là thể tích tiền liệt tuyến trên 30 gram, hay là một cái chỉ số được gọi học là chỉ số tốc độ dòng tiểu tối đa là dưới 10,6, và các thang điểm IPSS là trên 17 điểm, có nghĩa là ở mức độ triệu chứng vừa trở lên, và cái tỷ lệ nước tiểu tồn dư PVR là tỷ lệ nước tiểu tồn dư là trên 39 hoặc 40 ml nước tiểu. Thì 6 yếu tố này nếu có thì chúng ta sẽ xếp vào những yếu tố mà cần phải được theo dõi. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì đã có rất nhiều các nghiên cứu theo dõi dọc khoảng tầm 4 đến 5 năm, thì người ta thấy rằng nó có một cái sự tiến triển về mặt lâm sàng tổng thể. Cụ thể là theo các thang điểm IPF thì nó có thể tăng lên từ 4 điểm trở lên. Đây, 4 điểm IPF là một cái tỷ điểm tăng rất cao. Và người ta cũng theo dõi rằng với những đối tượng này nếu theo dõi thì cái nguy cơ bí tiểu cấp, nguy cơ suy thận và nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn và nguy cơ tiểu không tự chủ là cao hơn rất nhiều so với cái nhóm mà không yếu tố nguy cơ. Thì đấy là cái để chúng ta thấy rõ ràng là việc mà chúng ta xếp được cái yếu tố nguy cơ để chúng ta theo dõi và chúng ta có kế hoạch quản lý điều trị kịp thời, thì đấy là một trong những cái yếu tố rất quan trọng. Và cái slide này là một trong slide rất có giá trị trong vấn đề thực hành lâm sàng. Vậy thì làm thế nào để tối ưu hóa chẩn đoán được phì đại hình tính tiền liệt tuyến? Thực tế ra thì đây là cái công việc bất kỳ người thầy thuốc nào, đặc biệt là đối với các bác sĩ về nội khoa, thì chúng ta không thể bỏ qua được. Đó là cái việc mà khai thác bệnh sử, cái chi tiết khai thác bệnh sử, chúng ta sẽ thấy rằng có để chúng ta sẽ định hướng được cái vấn đề là vấn đề tiểu không tự chủ bệnh nhân chúng ta là do những nguyên nhân gì. Thứ hai nữa là gì, chúng ta phải khám thực thể. Thực tế thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngày nay thì các bác sĩ lâm sàng rất ít khi khám tốt xe lịch tăng, tức là chúng ta khám hormôn trực tràng. Thế tuy nhiên khi mà chúng tôi làm về chuyên niệm đồ học thì chúng tôi nhận thấy một điều, các thầy nước ngoài người ta nói là cái việc khám tốt xe lịch tăng là một công việc mà nên cần thiết phải làm. Bởi vì việc ngoài ra chúng ta đánh giá cái kích thước tiền liệt tuyến, chúng ta đánh giá tính chất nhu mô tiền liệt tuyến, thì chúng ta có thể là gì, chúng ta kiểm tra được vấn đề về liệu về thần kinh. Có nghĩa là nhiều khi chúng ta chỉ làm công việc khám như thế này thôi, chúng ta đã định hướng rằng cái nguyên nhân tiểu tự chủ này chưa hẳn là do phì đại hình tính tiền liệt tuyến mà lại do yếu tố nguyên nhân. Bởi vì khi chúng ta khám tốt xe lịch tăng, chúng ta đánh giá được cả chương lực cơ hậu môn, chúng ta đánh giá được cảm giác về hậu môn, chúng ta có thể đánh giá được cái tổn thương khu trú liên quan đến yếu tố thần kinh. Chính vì vậy mà cái việc này khi mà tôi giảng dạy cho sinh viên và tôi hướng dẫn sinh viên, thì cái việc mà khuyến khích các anh chị khám hộ môn trực tràng là công việc nên làm, mặc dù có thể nó gây phiền toái cho bác sĩ một chút hoặc cũng gây cảm giác khó chịu cho bệnh nhân một chút, nhưng chúng ta thấy được cái giá trị của cái công tác khám hộ môn trực tràng, khám tốt xe lịch tăng là một cái việc nên làm đối với là nhà nội khoa. Về mặt phân tích nước tiểu làm chỉ số PSA, hay là chúng ta sử dụng các thang điểm đánh giá của hội đánh giá cái triệu chứng tiền liệt tuyến quốc tế, hay là thang điểm AOIS là cái thang điểm đánh giá triệu chứng tiền liệt tuyến của Hoa Kỳ, là một cái công việc mà tôi nghĩ rằng là gì, rất có ý nghĩa trong vấn đề là gì, đánh giá ban đầu cũng như khám. PSA thì chúng ta thể tùy theo cái mức độ đánh giá của bác sĩ lâm sàng mà ta có thể chỉ định, chứ theo hội nội khoa châu Âu nó cũng không phải là một cái xét nghiệm làm đồng loạt, và nó lại càng không phải là một xét nghiệm để chúng ta chẩn đoán xác định ung thư tiền liệt tuyến, mà chúng ta chỉ để gì, chúng ta định hướng và chúng ta gợi ý tới cái phì đại hình tính tiền liệt tuyến mà thôi.
Một cái slide mà tôi cũng rất ấn tượng với cái nhóm tác giả khi trình bày cho Hội nội khoa châu Âu, người ta đưa ra một cái sơ đồ, một cái thác đồ để chúng ta đưa hướng dẫn chúng ta chẩn đoán những cái vấn đề triệu chứng được nữ dân nam giới, mà người ta sẽ đưa ra rất nhiều nguyên nhân, nhưng tự chung lại người ta đưa ra một cái nhận định như thế này: để đánh giá cái triệu chứng được nữ ở nam giới thì thực tế hơn và cái cách tiếp cận quản lý cái triệu chứng được nữ ở nam giới thì chúng ta nên tập trung vào 4 điểm. Một, chúng ta phải chẩn đoán phân biệt các cái nguyên nhân như vừa rồi tôi trình bày, nó cũng quá nhiều các nguyên nhân có thể đồng tồn tại hoặc có thể nó dễ nhầm lẫn, các triệu chứng nó tương đối giống nhau. Đấy là các khuyến cáo đầu tiên các nhà nội khoa châu Âu. Thứ hai, chúng ta cần phải hỏi bệnh sử và khám thực thể một cách chi tiết và kỹ càng. Đấy là cái vừa tôi phân tích slide trên. Cái thứ ba, chúng ta sử dụng các cái test thông, các cái thang điểm đánh giá. Đây là những cái mà giúp cho chúng ta không những là chúng ta chẩn đoán được, mà chúng ta có thể chẩn đoán phân biệt, chúng ta có thể chẩn đoán được mức độ. Và tí chúng ta sẽ thấy là cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị chúng ta phải có những cái đánh giá mức độ, và cái hồ sơ lâm sàng là cái chúng ta cần phải có. Thì đấy là cái mà các nhà nội khoa châu Âu chúng ta đã báo cáo cho Hội nội khoa châu Âu 2021. Người ta nhấn mạnh 4 cái điểm, từ cái thác đồ người ta đưa ra 4 cái điểm này để chúng ta thấy rõ ràng cái việc mà khám lâm sàng với nhóm đối tượng này. Vậy thì cần làm gì để tối ưu hóa điều trị phì đại lành tính tiền liệt tuyến ở đây? Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng 4 cái hình ảnh này, chúng ta thấy rằng là đầu tiên là chúng ta cần phải có sự giáo dục bệnh nhân, ngay cả đối với lại bệnh nhân và bác sĩ, chúng ta cũng cần phải cập nhật, chúng ta cần phải tiếp thu những kiến thức mới để chúng ta thấy có những cái nhận định đúng hơn về cái vấn đề phì đại lành tính tiền liệt tuyến, chứ không đơn thuần là phì đại tiền liệt tuyến thì chúng ta điều trị như quan điểm cũ ngày xưa. Thứ hai, chúng ta thấy rằng đặc biệt người lớn tuổi thì người ta lại sử dụng rất nhiều thuốc, rất nhiều thuốc người lớn tuổi, và cái sự tương tác thuốc như thế nào, vậy thì làm thế nào để chúng ta giảm được tối đa thuốc để làm nhưng lại phải đảm bảo tăng được cái hiệu quả điều trị. Thì đấy là cái kinh nghiệm của người thầy thuốc, và cái mà chúng ta thấy rằng ngoài cái kiến thức chung và kiến thức về phì đại tình tiền liệt tuyến thì chúng ta có kiến thức chung về mặt nội khoa để chúng ta có những cái lựa chọn làm thế nào để phù hợp đem lại cái hiệu quả cao như giảm cái số thuốc chúng ta phải sử dụng. Cái thứ ba, chúng ta phải nói rằng cái side effect thì chúng ta thấy bất kỳ thuốc nào có tác dụng phụ, nhưng cái mức độ nó sẽ khác nhau, và đặc biệt ở những người lớn tuổi, những người nam giới lớn tuổi thì cái nguy cơ tác dụng phụ là cao hơn. Đấy là cái chúng ta cũng vậy. Và một cái yếu tố cuối cùng ta phải nói rằng là về để điều trị cho bệnh nhân hiệu quả, thì đối với đại tình tiền liệt tuyến, một trong yếu tố thành công trong vấn đề điều trị về đại tình tiền liệt tuyến ở nam giới đó là gì? Sự tuân thủ điều trị, đó là sự điều trị lâu dài bền bỉ. Vậy làm thế nào để cái chi phí chấp nhận được, thì đấy cũng là một trong yếu tố hết sức là quan trọng trong vấn đề là gì, quản lý điều trị triệu chứng được tiền liệt tuyến ở gì, ở nam giới. Một cái mà chúng tôi cũng rất là tâm đắc trong vấn đề thực hành lâm sàng đó là: vậy thì khi nào thì chúng ta bắt đầu điều trị đây? Rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng có những vấn đề là gì, phì đại lành tính tiền tuyến theo phân tích trên những về mặt thay đổi về mặt mô bệnh học, thay đổi về mặt kích thước, và khi nó gây ra triệu chứng, vậy thì khi nào chúng ta mới điều trị đây? Thì đây là câu hỏi tôi nghĩ rằng rất hay gặp trong vấn đề thực hành lâm sàng, mà chúng tôi khi đi trao đổi thì rất nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan vấn đề này. Thì trong cái hội nội khoa châu Âu, là cụ thể đây là cái ông chủ tọa, đó là ông Oke, một tác giả người Đức, thì chúng ta thấy rõ ràng là người ta đưa ra 3 cái chỉ định để chúng ta bắt đầu điều trị. Đấy, đầu tiên là đây chúng nói là điều trị bằng thuốc. Đấy, còn là chúng ta sẽ có rất nhiều phương pháp điều trị khác nữa. Thứ nhất là triệu chứng người ta gây phiền toái và giảm chất lượng sống do cái vấn đề phì đại lành tính gây ra, và theo cái đảng chất lượng cuộc sống ở câu hỏi số 8 của APS là nó phải từ 3 điểm trở lên. Cái điều này sẽ thấy rằng là nếu anh chị nào mà làm nghiên cứu khoa học, chúng tôi đã từng ngồi hội đồng thấy rằng là gì, có những trường hợp phẫu thuật mà tham điểm APS, câu hỏi số 8 thằng APS nó từ 0 cho tới 5 điểm. Thế thì trung bình nó là A cộng trừ SD chẳng hạn. Thế nhưng điểm min thì lại cho là 1 điểm, mà max là 5 điểm. Thế chúng ta min 1 điểm có nghĩa là các anh chị đã phẫu thuật những trường hợp mà không có nhu cầu phải điều trị. Cho nên là cái này chúng ta phải hết sức lưu ý cái thang điểm này để chúng ta nhận nhận vấn đề là cái nhu cầu nó ảnh hưởng đến người bệnh, cái nhu cầu điều trị của người bệnh, để chúng ta tránh những cái sai lầm. Cái thứ hai nữa là cái triệu chứng tắc nghẽn theo thang điểm APS, thang điểm triệu chứng tiền liệt tuyến quốc tế đấy, thì nó phải từ 8 điểm trở lên, có nghĩa từ mức độ vừa trở lên. Đấy. Vậy thì giữa 8 điểm chúng ta làm gì? Tôi sẽ xin phép được trình bày slide sau. Và một yếu tố hết sức quan trọng đó là phì đại tiền tuyến có yếu tố nguy cơ tiến triển. Thì cái này tôi đã trình bày xảy ra trên rồi, chúng ta sẽ thấy rằng cái việc
phân loại hết sức quan trọng. Vậy thì mục tiêu điều trị phi đại lành tính tiền liệt tuyến ở những trường hợp mà có triệu chứng thể dưới như thế nào? Thì mục tiêu điều trị tiền liệt tuyến luôn luôn đảm bảo cân đối giữa cái vấn đề lợi ích và cái vấn đề gì tác dụng không mong muốn. Nhưng tự chung lại nó phải đảm bảo ba yếu tố: thứ nhất là giảm nhanh triệu chứng và dài hạn; thứ hai nữa là giảm được các biến cố lâu dài. Biến cố lâu dài ở đây chúng ta sẽ thấy trong cái nghiên cứu mà nhánh giả dược của em tốt đưa ra đấy, thì đầu tiên là cái gì, nó bị tiểu; hai là phải có chỉ định phẫu thuật, thì đấy là những cái biến cố lâu dài; cái thứ ba nó phải cải thiện chất lượng sống. Vấn đề cải thiện chất lượng cuộc sống thì đầu tiên chúng ta phải đảm bảo được cái hiệu quả là giảm được cái triệu chứng và cái mức độ triệu chứng của đường tiết niệu dưới, và nó phải giảm được mức độ tiến triển của bệnh. Nhưng bên đó nó phải đảm bảo tác dụng phụ không mong muốn, ví dụ tác dụng trên tim mạch, tác dụng trên các yếu tố khác, đặc biệt là người ta nhấn mạnh đến cái tác dụng mà bảo tồn chức năng tình dục. Người lớn tuổi người ta có nhu cầu về tình dục chứ không phải là không. Và hai là phi đại tiền liệt tuyến gần đây nó có xu hướng trẻ hóa. Trẻ hóa không phải chúng trẻ hóa mà chúng ta có cơ hội chúng ta được gì khám cho những bệnh nhân, và người ta sẽ gì, tần suất chúng ta gặp ở người trên 50 tuổi là không phải là ít. Thì đấy là cái chúng ta thấy rõ ràng cái mục tiêu điều trị đảm bảo sự cân đối giữa cái hiệu quả và cái chất lượng cuộc sống. Đấy là cái mà đòi hỏi cái người thầy thuốc, đòi hỏi bác sĩ chuyên khoa làm sao phải cân đối được cái vấn đề này. Vậy thì lựa chọn pháp điều trị nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố, nó phụ thuộc vào đa yếu tố. Vậy thì làm thế nào? Đầu tiên là gì, phi đại lành tính chúng ta phải tính, chúng ta phải xem là điều trị dựa vào cái thang điểm triệu chứng. Chúng ta quyết định phương pháp lựa chọn là thang điểm triệu chứng IPLS là thang điểm là gì, ở mức độ như thế nào. Thứ hai là thang điểm về chất lượng cuộc sống là câu hỏi số 8. Cái thứ ba nữa chúng ta xem cái giai đoạn bệnh như thế nào. Tí tôi sẽ đi phân tích từng cái vấn đề một. Một cái nữa là yếu tố là bệnh kèm theo. Bệnh kèm theo thì đương nhiên sẽ có những thuốc kèm theo. Đấy, rồi là gì, có đồng mắc với các vấn đề khác hay không, vấn đề tuổi bệnh nhân như thế nào và nhu cầu hoạt động tình dục cũng nào. Và một cái yếu tố cũng hết sức quan trọng đó là cái kinh nghiệm của cái người điều trị. Kinh nghiệm là hết sức quan trọng, mặc dù là nghiên cứu học nó chỉ là mức độ thấp, nhưng mà đối với trong thực hành lâm sàng kinh nghiệm chúng ta được đánh giá rất là cao. Hiện nay trên thế giới thì có rất nhiều các hướng dẫn, nhưng tự chung lại kể cả Việt Nam chúng ta cũng có những cái hướng dẫn điều trị. Tuy nhiên thì trên thế giới tự chung lại có hai cái hội mà được tất cả các nước khá là uy tín để tham khảo cho vấn đề thực hành lâm sàng, đó là Hội Nội khoa Châu Âu, Hội Nội khoa Hoa Kỳ đều có những guideline cập nhật năm 2021 để chúng ta có thể tham gia. Và hôm nay cũng tổ trình bày đây là một phần trong cái vấn đề cập nhật đó. Vậy thì guideline điều trị hội chứng phi đại lành tính tiền liệt tuyến do triệu chứng ở dưới trong Hội Nội khoa Châu Âu 2021 chúng ta thì nó cũng không có cái gì quá thay đổi, ngoại trừ một trong những cái dấu ấn, đó là người ta đã đưa một cái phương pháp điều trị bằng thuốc mới đưa vào trong cái guideline hướng dẫn. Thì chúng ta thấy rõ ràng từ cái guideline này người ta sẽ chia các cấp độ điều trị khác nhau. Đầu tiên là chúng ta sẽ điều trị phương pháp hỗ trợ, hay nói khác điều trị phương pháp không dùng thuốc, điều trị phương pháp bảo tồn không dùng thuốc, là chúng ta chờ đợi, chúng ta cải thiện về hành vi, chúng ta thay đổi những cái yếu tố mà nó thể làm nguy cơ tiến triển, nó giáo dục chúng ta, và đặc biệt là chúng ta phần phải có một cái kế hoạch khám định kỳ, lời khuyên hướng dẫn người ta. Đấy, chứ không phải là chúng ta bảo không sao đâu, cứ về đi, sau thời gian xong bệnh nhân đến chúng ta một tình trạng bí tiểu, đúng không ạ? Vậy thì những trường hợp triệu chứng nhẹ dưới 8 điểm thì chúng ta có thể vận dụng phương pháp này. Ngoài ra thì phương pháp điều trị bằng thuốc hiện nay có rất nhiều phương pháp điều trị bằng thuốc tùy theo các mức độ khác nhau. Chúng ta có điều trị thuốc chạy alpha 1, thuốc 5RI, thuốc kháng scarinic, rồi là thuốc động vật vasopressin, thuốc PDE5, hay thực hiện các phương pháp điều trị phù hợp trên. Nhưng hôm nay có một cái yếu tố mới mà tôi muốn đưa cập nhật vào đây, đó là một yếu tố chiết xuất từ thảo dược. Nhưng đây là cái sản phẩm duy nhất là thuốc, và đây là cái sản phẩm đã được đưa vào Gala 2021 với một cái khuyến cáo với rất nhiều các nghiên cứu. Và tại sao cái sản phẩm này lại đưa vào trong cái gì, trong các khuyến cáo, thì chúng tôi sẽ trình bày slide sau. Thứ nhất là về công nghệ chiết xuất này, bởi vì cái sản phẩm CRP có thể là có rất nhiều chiết xuất được cái thảo dược, có rất nhiều, nhưng cái công nghệ bảo chế như thế nào, các nghiên cứu thực hành lâm sàng ra sao, các cái bằng chứng khoa học như thế nào, để các chuyên gia người nước ngoài, người ta thì các thầy, các bậc thầy chúng ta ở nước ngoài, người ta sẽ đưa vào trong guideline. Theo các thang điểm triệu chứng IPLS hoặc là AYS, AYS với lại IPLS thì khá là tương đồng với nhau, bởi vì cái bản thân AYS là cái thang điểm đánh giá triệu chứng được tiết lửa dưới nói chung ở cả nam nữ và giữa nữ giới của Hoa Kỳ. Và cái thang điểm này là tiền đề tiền thân của thang điểm triệu chứng tiền liệt tuyến IPLS quốc tế. Thế thì chúng ta thấy rằng người ta sẽ chia là ba cái mức độ khác nhau, sẽ tương đứng là chúng ta thấy là dưới 8 điểm, ta thấy là Western
waiting đúng không? Chúng ta thấy là đây là pháp chúng ta chờ đợi. Chờ đợi không có nghĩa là chờ đợi là chúng ta bảo nhân đi về. Chúng ta cần phải có một kế hoạch plan, chúng ta phải có một cái tái khám, chúng ta cần phải theo dõi định kỳ. Bởi vì chúng ta biết đây là một bệnh tiến triển. Nhưng từ triệu chứng vừa từ mức 8 đến 19 điểm thì chúng ta thấy rõ ràng là gì? Chúng ta sử dụng pháp liệu pháp bằng thuốc phối hợp với các phương pháp điều trị không bằng thuốc. Trong trường hợp mà triệu chứng mà gây khó chịu chúng ta điều trị phẫu thuật trong cái trường hợp mà gì, bệnh nhân có biến chứng. Thế những trường hợp triệu chứng nặng từ 20 đến 35 điểm thì sao? Chúng ta thấy cứ cái tỷ lệ mức độ nặng này không có nghĩa là nặng thì tôi điều trị phẫu thuật, mà vừa thì tôi điều trị ở khoa, hoàn toàn không phải như vậy. Kể cả nặng chúng ta hoàn toàn có thể điều trị bằng phương pháp bằng dược lý, và chúng ta chỉ bị phẫu thuật trong trường hợp mà khi có biến chứng mà thôi. Và cái slide cuối cùng tôi sẽ đi phân tích kỹ hơn để hài hòa giữa các thầy thuốc về nội khoa và ngoại khoa, chúng ta đều chấp nhận được khi nào chúng ta phẫu thuật và khi nào thì chúng ta điều trị phẫu thuật, để đảm bảo cái quyền lợi cho người bệnh, để tránh tình trạng chúng ta lạm dụng điều trị ngoại khoa cũng như lạm dụng điều trị nội khoa, và cuối cùng hậu quả là bệnh nhân chúng ta phải chịu đựng. Và chúng ta thấy rằng cái việc mà thầy thuốc chúng ta chỉ định đúng cũng là một trong những cái tạo thương hiệu cho chúng ta rồi. Đầu tiên là các phương pháp mà chúng ta thấy được Hội nội khoa Hoa Kỳ hay Hội nội khoa châu Âu người ta đều nhắc tới và người ta đều khuyến cáo, đó là việc sửa đổi hành vi cũng có thể làm giảm cái triệu chứng. Và người ta thường không chỉ áp dụng ở giai đoạn chờ đợi đâu, mà chúng ta áp dụng trong xuyên suốt cái quá trình, kể cả điều trị bằng thuốc, điều trị phẫu thuật, thì cái việc thay đổi hành vi cũng là một cái biện pháp điều trị phối hợp. Thì các phương pháp ở đây người ta đã trình bày là gì? Từ chế độ ăn uống lành mạnh, đấy, từ giảm việc dừng hút thuốc, giảm rượu, giảm bia, cà phê, các chất có kích thích, hay là gì? Chúng ta phải xem xét cái lượng dịch vào, lượng dịch ra vào, đặc biệt cái thời điểm vào buổi tối để chúng ta sẽ thấy, hay là chúng ta phải có chương trình tập thể dục, chương trình tập luyện đi liệu đúng cách. Thì đây nó có cả một cái chương trình tôi gọi là bladder training, thì đấy là cái mà chúng tôi có thể giới thiệu. Anh chị thấy đây là một cái mà ai cũng có thể làm được, và bất kỳ tuyến nào có thể làm được. Vậy thì trong Hội nội khoa châu người ta hỏi rằng, vậy thực sự là thay đổi lối sống có phải là một khuyến cáo cho cái bệnh nhân LUTS nói chung và cho PPS nói riêng hay không? Thì rõ ràng là các cái khuyến cáo là gì, đối với nam giới mà có triệu chứng mức độ vừa và mức độ vừa đấy, và nó gây ra cái triệu chứng ở mức độ đấy vừa phải, thì rõ ràng phương pháp chờ đợi là một phương pháp được khuyến cáo, ở sức khuyến cáo là rất là mạnh. So thứ hai là đối với những người nam giới mà có triệu chứng được tiêu giới, thì chúng ta thay đổi hành vi có thể là gì, ngay từ đầu, hoặc có thể là phối hợp với tất cả các phương pháp điều trị về sau, chứ không chỉ riêng chỉ người ta đợi chờ đợi. Vậy thì đây là cái phương pháp mà người ta khuyến cáo rất là mạnh. Vậy thì chúng ta sử dụng pháp điều trị bằng thuốc, thì tôi sẽ đi sơ lược qua một chút trong hội nghị khoa châu 21 người ta sẽ cập nhật như thế nào, thì tôi xin phép đi từng bước một. Đối với dòng thuốc chặn alpha 1, rõ ràng chúng ta ai về học nội khoa về y chúng ta đều biết rằng cái sản phẩm này nó rất là lâu rồi, và chúng ta thấy rõ ràng là từ hội nội khoa suốt một thời gian dài thì nó cũng đã chứng minh là đây là một phương pháp điều trị tốt. Bởi vì nghiên cứu người ta thấy nó thay đổi được cái tổng điểm IPS, thay đổi được cái tốc độ dòng điện đỉnh và khởi phát nhanh, và đặc biệt là thể tích tiền liệt tuyến, thì chúng ta thấy rằng người ta khuyến cáo những trường hợp có tiền liệt tuyến dưới 40. Đấy là cái mà chúng ta có thể thấy. Và trong hội nội khoa này người ta đã khuyến cáo rằng chẹn alpha 1 thường được xem là cái chỉ định đầu tay trong cái điều trị triệu chứng ở nam giới, vì nó khởi phát tác dụng nhanh, hiệu quả cao, tỷ lệ thấp tác dụng phụ cũng mong muốn. Thì đấy là cái mà người ta cũng đã đưa ra những khuyến cáo. Và rõ ràng trong hội nội khoa, rất nhiều nội khoa người ta đều khuyến cáo đây là thuốc chẹn alpha 1 là cái thuốc mà có cái chỉ định tốt. Thuốc 5-LI thì chúng ta thấy rõ ràng là gì? Ở đây là cái thuốc chúng ta sẽ sử dụng cho những trường hợp mà kích thước tiền liệt tuyến trên 40g thôi, hoặc là thời gian sử dụng phải được từ 6 tháng. Thì đấy là cái, nếu sử dụng dưới 6 tháng thì cái hiệu quả sẽ không được mong đợi. Và đấy là cái mà chúng ta cũng cần lưu ý. Nhưng hôm nay tôi sẽ đi phân tích kỹ hơn một cái sản phẩm mà thực tế ra mà nói thì tôi có giờ thời gian dùng khá là gì? Khá lâu dài. Và chúng tôi đã cảm nhận được dựa trên những cái bằng chứng lâm sàng, đó là gì? Những cái nghiên cứu về đánh giá cái hiệu quả của cái Seroriben đối với tình trạng tiền liệt tuyến, và ở cái khía cạnh tiếp cận rất là mới, đó là tác động yếu tố viêm tiền liệt tuyến. Rất tiếc là chúng tôi hôm nay là chủ yếu là cập nhật những kiến thức liên quan đến hội nội khoa châu 21, cho nên chúng tôi không đi sâu quá về phân tích những cái yếu tố, cái cơ chế bệnh sinh hay là các yếu tố nào dẫn đến là gì, đến phì đại lành tính tiền liệt tuyến. Nhưng ta có thể hiểu rằng phì đại tiền tuyến, một trong các nguyên dẫn đến phì đại lành tuyến đó là những yếu tố viêm, mà viêm đấy có thể rất nhiều nguyên nhân chứ không chỉ liên quan đến là gì, như ta hiểu quan điểm kinh điển ngày xưa đó là nhiễm trùng, không phải như vậy. Thế thì cái nghiên cứu của nhóm tác giả rất nổi tiếng của Kravat là một trong ông làm chair của cái
instruction hay nói cái hướng dẫn của khoa châu Âu ở những trường hợp mà vì là ở cái triệu chứng thị giữa ở nam giới không do nguyên nhân thần kinh, thì ông đã đánh giá cái hiệu quả của cái Hexanic Extracellular đối với tình trạng viêm tiền liệt tuyến trong một nghiên cứu mà ông đã sử dụng cái ngẫu nhiên bằng phương pháp sinh thiết. Chúng ta thấy rằng mục tiêu nghiên cứu đánh giá hiệu quả của Cerepen đối với viêm tiền liệt tuyến dựa trên các cái xét nghiệm mô học hóa mô miễn dịch ở những bệnh nhân được chẩn đoán viêm tiền liệt tuyến bằng sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm qua trực tràng. Đây là một nghiên cứu mà tôi nghĩ rằng là rất là kinh điển. Ông đã đánh giá cái thang điểm về mô bệnh học theo thang điểm viêm của Iran Score. Chúng ta thấy rằng nhìn một cách trực quan thôi, chúng ta thấy trước khi điều trị thì cái chúng ta thấy các tế bào thâm nhiễm tế bào viêm, đúng không ạ? Rồi là cái sự xâm lấn, rồi là cái sự viêm trước khi điều trị và sau 6 tháng điều trị Cerepen, chúng ta thấy đã có sự khác biệt rất nhiều về cái tình trạng thâm nhiễm viêm. Và cụ thể đánh giá theo cái thang điểm Iranis Score, chúng ta thấy rằng trước điều trị và sau điều trị thì nó cải thiện đang từ mức độ 2 và giảm xuống mức độ 1, mức độ 0. Thì đây là một trong cái nghiên cứu có giá trị về mặt mô bệnh học đánh giá cái tình trạng hiệu quả trên viêm tiền liệt tuyến đối với nhóm Cerepen. Vậy thì cơ chế tác dụng của Cerepen đối với tình trạng là cơ chế sinh hình thành nên phi đại lành tính tiền liệt tuyến dựa trên ba cái cơ chế. Thứ nhất là tác động làm kháng yếu tố nội tiết tố, tự do làm thay đổi, làm giảm cái 5-alpha-dihydrotestosterone. Đây là một trong yếu tố gây ra tình trạng tham gia vào cơ chế phi đại lành tính tiền liệt tuyến. Cái cơ chế thứ hai nó tác động đó là gì? Nó kháng yếu tố là gì? Làm giảm chết chu trình, cái tỷ suất tỷ lệ chết theo chu trình. Cái thứ ba nữa là nó tác dụng chống viêm, một cái tác dụng chống viêm rất thú vị. Và đây cũng minh giải tại sao trong trường hợp một số trường hợp mà viêm tiền liệt tuyến người ta có thể sử dụng thuốc non-steroid. Mặc dù vậy thì non-steroid là cái thuốc mà gì không được khuyến cáo sử dụng quá lâu dài. Trong khi đó Cerepen nó tác động lên rất nhiều vị trí khác nhau trên cái việc mà cái tháp acid arachidonic, và đặc biệt nó đã làm thay đổi cái tình trạng viêm, ức chế bước đầu cái tình trạng thâm nhiễm bạch cầu dựa trên những cái nghiên cứu rất là gì, rất là quy mô. Vậy thì cơ chế tác động mới làm rõ hơn trên phi đại tiền tuyến để làm sáng tỏ những ba cơ chế trên. Thì đầu tiên nó ức chế sự tổng hợp prostaglandin cũng như là leukotriene bằng các ức chế chuỗi phản ứng acid acetic acid, đây là cái tác dụng chống viêm. Thứ hai nó giảm được các biểu hiện gen gây viêm, đấy là cái mà chúng ta thấy là trên mô bệnh học người ta nghiên cứu thấy vậy. Và đặc biệt là tác động lên kích thước là nó gì, nó biểu hiện đến kháng tố viêm cũng như là gì, từ rồi nó kháng yếu tố gì về nội tiết tố, và đặc biệt nó làm gì, nó tác động làm giảm cái tế bào viêm. Đấy, chúng ta thấy rằng là anh interleukin và các yếu tố chống viêm khác. Và cuối cùng cái tác động cuối cùng nó làm chậm lớn tiền liệt tuyến là do nó tác động là gì, làm giảm tăng sinh và nó ức chế không cạnh tranh alpha reductase, và đấy là cái cơ chế mà gì gọi là kháng androgen. Đấy là cái mà chúng ta có thể thấy được cái cơ chế của nó như vậy. Để đưa ra một cái khuyến cáo của Hội châu Âu thì các giả châu Âu, người ta các nhà dược học và các nhà nghiên cứu phải đưa ra được các nghiên cứu có cái độ tin cậy về mặt có tính khoa học rất cao, đó là các nghiên cứu RCT. Đây là RCT, tức là nghiên cứu ngẫu nhiên đối chứng. Thì người ta thấy có 12 cái nghiên cứu RCT tại cái thời điểm mà chúng tôi tham khảo về hiệu quả và độ an toàn của Cerepen. Chúng ta thấy người ta kết luận rằng Cerepen vượt trội hơn so giả dược về khả năng cải thiện triệu chứng tiểu đêm cũng như là tốc độ dòng điều đỉnh ở những cái bệnh nhân bị phì đại lành tính tiền liệt tuyến. Bên cạnh đó người ta cũng đã thấy rằng có sự cải thiện trong cái triệu chứng điện dưới tương tự như tamsulosin và điều trị bằng finasteride trong cái thời gian ngắn. Chúng ta thấy rõ ràng là gì? Hai cái sản phẩm kia đã được chứng minh là hiệu quả, và người ta đã có nghiên cứu so sánh đối chứng để thấy rằng tác dụng các hiệu quả là tương tự, và tương tự cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ trình bày slide sau. Những cập nhật phân tích 15 cái RCT cũng bao gồm 12 nghiên cứu quan sát và xác nhận hiệu quả của Cerepen, và so sánh với sản dược thì Cerepen có liên quan tới 0.64, tức là cái khoảng tin cậy là 0.98/1 số lần đi làm đi tiểu đấy, số lần nằm chống, tức là số lần đi tiểu trên một đêm, và ít hơn, và tức là nó cải thiện số lần đi tiểu đêm tới 0.64 lần, và tăng trung bình thêm cái quy mắc là 2.75 ml/giây. Với cái khoản tin cậy cả hai được quy cái thông kê. Và khi so sánh với alpha blocker thì chúng ta thấy Cerepen cho thấy những hiệu quả cải thiện tương tự ở cái thang điểm IPF, chúng ta sẽ tính ở cái slide sau, cũng như là gì, mức tăng được cái quy mắc khi so sánh với tamsulosin. Và hiệu quả đánh giá thang điểm triệu chứng tiền liệt tuyến thì nó tương tự như đánh giá tại thời điểm sau 6 tháng điều trị của Cerepen so với lại cái nhóm NRI. Và việc phân tích tất cả các dữ liệu được công bố
có sẵn cho cái survey ban cho thấy sự cải thiện có ý nghĩa trung bình về thang điểm ở mức độ cơ bản là 5,73 điểm với độ tin cậy là gì? 9500 là từ 6,91 đến 4,54. Như vậy là có ý nghĩa thống kê. Đấy là cái thì chúng ta thấy. Tại sao tôi lại đưa ra các nghiên cứu này để chúng ta thấy, để đưa ra được một cái công nhận là đưa vào cái guideline thì nó đòi hỏi rất nhiều về cái tính hiệu quả. Vậy thì cái tính an toàn và dung nạp như thế nào? Thì người ta thấy rằng về cái tính an toàn và khả năng dung nạp, dữ liệu của CRP cho thấy rằng là có cái đặc điểm an toàn thuận lợi rồi trên đối với cái vấn đề này. Rối loạn tiêu hóa thì là tác dụng vụ thường xuyên nhất, nó chiếm khoảng 3,8%, trong khi đó rất ít tác dụng trên triệu chứng về đường tinh dục. Và cái điều này rất là dễ hiểu bởi đây nó xuất phát từ các sản phẩm thảo dược, nhưng mà đây cũng là một cái sản phẩm thảo dược nhưng là sản phẩm duy nhất là về thuốc. Nghiên cứu cũng đã thấy rằng là cái tác dụng, một cái nghiên cứu tổng hợp của nhóm tác giả Ankaras cũng thấy rằng là gì, so sánh cái seroquel với các cái thuốc hiện nay về điều trị phi lành tính tiền liệt tuyến, chúng thấy rõ ràng là gì, xuất tinh ngược dòng và giảm sự xuất tinh là các cái tác dụng không mô thường gặp nhất, và cái tỷ lệ mà các cái tác dụng không mong muốn ở cái nhóm CRP là thấp nhất với 0,8% đối với tác dụng ở trên đường tình dục, đường liên quan đến tình dục, và cao nhất ở cái nhóm thì alpha blocker. Trong số các liệu pháp phối hợp thì nhóm alpha blocker với 5 ARI thì có tỷ lệ tác dụng không mong muốn là cao nhất, trong khi đó cái liệu pháp mà alpha blocker với seroquel có tỷ lệ thấp hơn, chiếm 14,1%. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là các bằng chứng về lâm sàng, về tác dụng cũng như là gì, độ an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt tác dụng trên gì, trên tình dục thì đã được chứng minh là gì, seroquel là một sản phẩm khá là an toàn. Và chính vì vậy, có đủ bằng chứng như vậy thì người ta mới đưa vào cái hướng dẫn của Bộ Khoa Châu Âu 2021, đó là gì, seroquel cải thiện về quy mắc và cái kết quả là làm giảm số lượng đi tiểu về đêm so với cái nhóm chứng. Đấy là cái mức độ bằng chứng. Thứ hai là seroquel có thể là nó ít tác dụng phụ, tác động đến vấn đề tình dục hơn so với lại các sản phẩm và thuốc mà chúng ta đã biết. Và người ta khuyến cáo seroquel được chỉ định điều trị cho những nam giới có triệu chứng đường tiểu dưới để tránh hoặc là gì, để giảm các nguy cơ gây tác dụng phụ không mong muốn, tiềm năng tiềm ẩn liên quan đến vấn đề chức năng tình dục. Và chúng ta cũng đã nói rằng đây là sản phẩm mà nó tác dụng ở mức độ vừa phải trên triệu chứng của phi đại lành tính liên tuyến mà chúng ta cần phải thông báo bệnh nhân. Thì đấy là cái mà một trong những cái mới nhất của Hội Nội Khoa Châu Âu khi đưa vào khuyến cáo các cái thuốc điều trị phi đại lành tính tiền liệt tuyến ở nam giới. Và chúng ta thấy rằng để có được một cái đưa vào guideline như thế này thì khi mà tôi dự Hội Nội Khoa Châu Âu 2019 đã có những cái nghiên cứu rất đầy đủ rồi, mà cho đến 2021 người ta mới đưa vào. Đấy muốn nói đến cái uy tín cũng như là cái thận trọng rất là cẩn thận đối với lại cái guideline của Nội Khoa Châu Âu. Và khi mà ta đã đưa vào thì chúng ta thấy rằng nó có đầy đủ các bằng chứng lâm sàng về độ hiệu quả, cái độ an toàn đối với cái sản phẩm này. Trong Hội Nội Khoa Châu Âu người ta cũng đưa ra tất cả những cái thuốc hiện nay điều trị, chúng ta thấy rằng nó tác động lên thứ nhất là để giảm được cái gì, hyperplasia phế đại, là chống viêm, là thư giãn cơ trơn, là tác dụng phụ hormone, nó tác động lên PSA. Đấy. Thì chúng ta thấy rõ ràng seroquel thứ nhất là nó có tác dụng giảm được kích thước, giảm được viêm. Đấy. Mặc dù nó không làm thư giãn cơ trơn và cái mức độ tác dụng phụ lên dạ dày là mức độ vừa phải. Đấy. Và nó không làm thay đổi PSA. Còn đối với alpha blocker thì tác động chủ yếu là thư giãn cơ trơn. Đấy. Và nó có thể gây hão tư thế và gây xuất tinh ngược dòng. Tuy nhiên cái tỷ lệ nó khác nhau ở các từng thuốc, tùy theo cái thế hệ thuốc khác nhau. Nhưng các thế hệ thuốc gần đây thì cái tỷ lệ này nó cũng rất là thấp và nó không tác động đến PSA. Còn đối với nhóm 5-ARI thì rõ ràng nó làm giảm kích thước tiền liệt tuyến là một trong tác dụng mạnh nhất của nó, nhưng nó lại không tác dụng chống viêm, cũng không tác dụng thư giãn cơ trơn, và nó có phần nào đó nó tác dụng lên triệu chứng đường tiết niệu dưới. Thì chúng ta sẽ thấy rằng còn đối với 5-PD5 thì rõ ràng là nó tác dụng chống viêm là có, và đặc biệt nó có tác dụng là thư giãn cơ trơn. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng khi so sánh các nhóm thuốc này thì tất cả những thuốc đều có những ưu điểm và nhược điểm tất cả. Và đặc biệt chúng ta còn phải thấy rằng nó còn phụ thuộc vào cái hoạt chất, phụ thuộc vào cái sản phẩm của từng hãng, bởi vì đấy là phụ thuộc vào cái gọi là công nghệ, rồi là phụ thuộc vào cái bản quyền của từng hãng một. Và chung lại thì
chúng ta có một cái slide để chúng ta có cái nhìn nhận khá đầy đủ về các thuốc hiện nay. Phác đồ điều trị phù hợp thì người ta cũng đã có những khuyến cáo điều trị phác đồ điều trị phù hợp giữa alpha 1 với 5 beta chúng ta rồi, thì đều có những khuyến cáo rất tốt cho những trường hợp phì đại lành tính tiền liệt tuyến trên 40, hay là phối hợp giữa alpha hữu cơ với lại seralequen. Chúng ta thấy rằng là chúng ta phối hợp giữa một cái nghiên cứu tổng hợp thì chúng ta sẽ rõ ràng là alpha hữu cơ với lại seralequen nó có tác dụng vượt trội hơn nếu chúng ta dùng đơn độc với tamsulosin ở cái thay đổi thang điểm IPS tại thời điểm kết thúc điều trị. Chúng ta thấy đây rõ ràng là đây có sự khác biệt, tuy nhiên thì không theo thấy sự khác biệt về tốc độ dòng tiểu cũng như là các biến cố mà bệnh nhân phải sử dụng trong cái quá trình gì tham gia nghiên cứu. Rõ ràng là nó có sự cải thiện về triệu chứng nếu chúng ta điều trị kết hợp. Chúng ta có thể kết hợp giữa alpha hữu cơ với lại cái nhóm kháng muscarinic để điều trị những trường hợp mà có triệu chứng kích thích bằng quang nổi trội, là kết hợp và để cải thiện cái hiệu quả tốt hơn. Và cái thuốc mà chúng ta điều trị pha 1 với lại cái thuốc mà điều trị rối loạn cương dương cũng là một trong cái kết hợp tốt nếu như chúng ta có chỉ định. Cho nên là chúng ta đã nói rằng là gì, có thể sử dụng sản phẩm này kết hợp nếu trong trường hợp mà có không có các triệu chứng rối loạn cương người ta cũng có thể sử dụng. Chúng ta cũng thấy rằng có một vấn đề hết sức thú vị, đó là gì, trong các cái nghiên cứu ở châu Á thì người ta thấy rằng điều trị nội khoa vẫn được coi là một cái phương pháp điều trị phổ biến nhất. Đấy, chúng ta thấy là có 78% bệnh nhân ở nước châu Á được hỏi là bác sĩ thì điều trị là phương pháp nội khoa, chỉ có một tỷ lệ nhỏ là điều trị bằng phẫu thuật. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì, chúng ta phải đảm bảo làm sao cái quyền lợi của người bệnh. Chúng ta thấy rõ ràng là gì, theo dõi tích cực để chúng ta thấy, và điều trị phẫu thuật thì chiếm một cái tỷ lệ không lớn. Nếu chúng ta chỉ định đúng thì hiệu quả phẫu thuật chúng ta sẽ cao hơn và chúng ta sẽ đem lại cái vấn đề tốt hơn. Ngoài các 6 chỉ định kinh điển về phẫu thuật phì đại lành tính tiền liệt tuyến thì câu hỏi đặt ra là khi nào thì chúng ta phẫu thuật là chính xác nhất. Chúng ta đừng cố gắng giữ bệnh nhân để khi mà chúng ta phẫu thuật thì đã có biến chứng rồi thì các thầy phẫu thuật cũng đã ảnh hưởng kết quả phẫu thuật. Nhưng chúng ta cũng không nên có phẫu thuật quá sớm khi mà chúng ta chưa cần thiết phải chỉ định phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân, bởi vì chúng ta biết rằng các phương pháp phẫu thuật cũng là phương pháp tốt, nhưng nếu chúng ta chỉ định đúng thì nó sẽ giảm biến chứng và nó cải thiện triệu chứng tốt hơn. Vậy thì một câu hỏi trong cái hội nội khoa 2019 người ta đưa ra và người ta đã bàn rất nhiều, đó là gì, tổn thương bằng quang không hồi phục có thể xảy ra bất kỳ là một thời điểm trong cái khung mà chúng ta đang theo dõi bệnh nhân. Cho nên cái việc theo dõi điều trị và bác sĩ phải xác định đánh giá như thế nào đó để chỉ định dừng điều trị nội khoa và chuyển sang điều trị phẫu thuật là một cái thời điểm ta gọi là cắt ở một cái điểm hết sức quan trọng. Và chúng tôi hé lộ một chút về cái kinh nghiệm trong vấn đề đánh giá chức năng bằng quang. Chúng tôi sử dụng biểu đồ học, chúng tôi đánh giá thì có độ tin cậy rất cao. Mặc dù vậy, một nghiên cứu upstream cũng chưa cho thấy rằng biểu đồ học là một công cụ để chúng ta sử dụng trong cái việc mà để xác định cái thời điểm phẫu thuật hay không. Nhưng với cái vấn đề thực hành lâm sàng, chúng tôi có thể thấy rằng cái việc sử dụng đó là một trong những cái công cụ rất là hữu ích để chúng ta có thể đưa ra được một cái bằng chứng để chúng ta đưa phẫu thuật một cái yên tâm hơn và chúng ta sẽ đưa lại cái hiệu quả điều trị tốt cho bệnh nhân hơn. Từ những cái kết luận trên, những cái trình bày trên, tôi xin phép được đưa ra một số kết luận, sau đó chúng ta sẽ sang phần bàn thảo, đó là gì. Phì đại lành tính tiền liệt tuyến ở người trung niên cao tuổi chiếm tỷ lệ khá cao, thường học trong dài lâm sàng, và điều trị nội khoa với các thuốc hiện nay là quan trọng nhất đối với phì đại tuyến. Các tất cả các minh chứng, tất cả các hướng dẫn và tất cả các cái nghiên cứu chúng ta cho thấy rằng cái việc điều trị nội khoa chiếm gần 80%. Thì đương nhiên nó sẽ phải là đem lại hiệu quả là gì, quan trọng nhất. Thứ hai là có nhiều bằng chứng cho thấy seralequen có tác dụng là kháng để chống quá trình chết cho chu kỳ, rồi là kháng nội tiết tố, kháng viêm, giúp cho việc cải thiện các triệu chứng cũng như thực chiến tiến triển của phì đại lành tính tiền liệt tuyến. Đây là khía cạnh rất hay, rất sâu, tôi hy vọng có một buổi nào đó sẽ nói khía cạnh viêm đối với tiền liệt tuyến. Muốn quan giữa viêm tiền liệt tuyến phì đại lành tính tiền liệt tuyến, và chúng ta thấy rằng seralequen được công nhận có hiệu quả an toàn, đặc biệt trên đối với triệu chứng đường tiết niệu dưới có vấn đề, đặc biệt trên đối loạn về vấn đề tình dục, và đã được hội nội khoa châu Á có một cập nhật và khuyến cáo trong vấn đề trị phì đại lành tính tiền liệt tuyến. Thì đấy là bài trình bày của tôi, xin phép kết thúc ở đây, và chúng tôi cũng sẽ mong nhận được những cái sự trao đổi, những sự thảo luận ở cái buổi báo cáo ngày hôm nay ở hai đầu cầu bệnh viện, là bệnh viện Học viện Phòng không Không quân cũng như Bệnh viện Xây dựng. Một lần nữa rất là cảm ơn các thầy cô, các bạn đồng nghiệp và các anh chị đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.